Thủ tướng gặp Thủ tướng Thái Lan và Quốc vương Brunei. Trong chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45, tối 9 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha và Quốc vương Brunei Hassan Bolkiah. Trong chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Viêng Chăn, Lào, tối ngày 9 tháng 10 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. Trong chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Viêng Chăn, Lào, tối ngày 9 tháng 10 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Brunei Hassan Bolkiah. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Brunei Hassan Bolkiah.